Xin chào Pí Nọng, mời Pí Nọng xài tỏn chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bạc tiền tay nung văn nảy, mì bại nội dung chính lăng. Cần bí thư chi bộ, chướng chắp lèo điệu dân ca, rú tỉ huông. Khai có chương trình, mời Pí Nọng xài chồng phấn tin tức đảng khảo rim, trang bại văn ngắm quá. Thưa Pí Nọng, tiếp tục chương trình hết việc tại họp tại cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã mì bày chất vấn và cá cằm chất vấn tới 6 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Bài chất vấn đẩy hết trực tuyến, thương bại điểm cầu trang tảng nước. Dù điểm cầu tỉnh Bắc Cạn, bị đồng chí Hoàng Duy Trinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa xếp hạ của tỉnh. Dù bài chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ on 10 trách nhiệm của bài đại biểu tham gia chất vấn và bài bộ ngành trực tiếp cá cằm chất vấn. Chủ tịch Quốc hội cùng phối mưa bại việc cần lèo hết khe khảm quá khó khăn, tới 6 tướng nhỏm đầy chất vấn. Ở 6 bại dương liên quan mưa cả cạng trang tài nguyên môi trường, Chủ tịch Quốc hội sáng cả chính phủ và bại cơ quan hữu quan, ngòi sới tròi luật tôm đinh, luật kinh doanh bất động sản và bại luật mì liên quan. Hết đây mở quản lý nhà nước, mở lĩnh vực này, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, mở bại lãng phí, tôm đinh, bại việc hết, xe ô nhiễm, môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh ngắm khai bài họp chuyên đề xe thông qua quy hoạch tỉnh Bắc Cạn từ Pi Long Xiên nhỉ ship S thông Pi Long Xiên sang ship và sổ phương án quy hoạch đai. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì bài họp. Dù hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ép xem 6 ý kiến của bài đại biểu đã cọp ý khảo quy hoạch tỉnh Bắc Cạn từ Pi Long Xiên nhỉ ship S thân Pi Long Xiên sam ship, ngồi xe hết thân Pi Long Xiên hạ ship. Đồng chí sáng cả quy hoạch tỉnh cần chỉnh chói pang bố, mì thuyết minh đây hạp lì, ổn tình, các hạp 6 quy hoạch của bài tỉnh sở sản. Sai tì, quy hoạch cần hết song khoái, xe so ý kiến lai cần, trang tì mì ý kiến của Pí Nọng. Tính ý kiến của bại tầng lớp trí thức, chuyên gia, khe hoàn chỉnh quy hoạch đẩy đây nhất. Bại sở ngành cần ngồi đây nội dung của bại quy hoạch, khe khử ý kiến lọ lắng, ép lại bại chỉ tiêu sổ liệu trang quy hoạch, khe cọp ý khử đơn vị tư vấn. Tối 6 bại quy hoạch nhằng tèo, đồng chí cùng sáng cả, bại đơn vị hết quy hoạch tình ý kiến, ban bố phương án thông tin khe trình bại thành viên ban thường vụ tỉnh ủy, thẩm định khử ý kiến. Hãy mì bại nội dung đai, lại cần cáp hạp 6 bại ngành, khe chỉnh tròi quy hoạch, đẩy đầy đo nhất. Trang tuần, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, xài đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ngồi mưa giám sát hết nềm sổ chính sách khơi tròi hết nông nghiệp rú tỉnh Bắc Cạn, quy định rú nghị quyết sổ tài pét và xếp chất bươn chất Pi Long Xiên xếp cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dù buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phối Cạ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tăng công đầu mối chủ trì tham mưu hữu tỉnh mưa hết chính sách. Trang son cả hướng dẫn, lèo đẩy hết đây tẩm tứ tàu đú, ngay hết, hết đầy khoái. Sai tì, khảo khim khơ tròi hữu bài hợp tác xã hết kinh đẩy đây hơn. Son cả hết tướng việc lọ láng, nèm tướng công việc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng cả. Bài ý kiến của đoàn giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn sẽ nghiên cứu chấp lập bại nội dung hử phiên giải trình, tỉnh cả sẽ đẩy khai khảo hang bươn lam, hoàn thiện tờ trình dự thảo nghị quyết khe tiếp xúc cử tri chuyên đề so ý kiến tổng góp của cử tri. Ủy ban nhân dân tỉnh ngắm hết việc 6 Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tiếp nhận hưa chói từ thiện xã hội hưởng ngành y tế và ngành giáo dục của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình on bại việc hết đây nhạc của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam. Tỉnh Bắc Cạn nào niệt tỏn bại thành viên của Hiệp hội Thương Bắc Cạn xe đầu tư, hết bại việc cẩn diếu, xe ao tỉnh Bắc Cạn vằn càng bay khẩn trang xỉ tó nả. Đồng chí Phối Cạ tỉnh Bắc Cạn, sương xỉ chảo bại dương đây dương ngài hử doanh nghiệp đơn vị, thân đầu tư khảo tỉnh. Thương bài nảy, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã trao tặng nhì khiếp cabin nhà vệ sinh diệt khuẩn, hử sở giáo dục và đào tạo Bắc Cạn, khiếp thùng mạt mử y tế, hốc thùng sửa khóa bảo hộ y tế, sam thùng khẩu trang y tế, xài sổ thỉnh của cái đai khe phòng chống pin là của ngành y tế tỉnh.
Sổ cần bền bình là COVID hiếp cầu trang bại văn ngắm quá, trang cả lai khẩn. Huyện Chợ Đồn và sổ tỷ phương đai trang tỉnh đã hết cách ly quản lý theo dõi, khảm vạ tròi bình rú lườn. Hư bại cần bền bình là COVID hiếp cầu rú tỷ phương. Mưa ngòi vạ tròi bình, hư bại cần bền bình là rú lườn cùng chập máu hù lai khó khăn. Mái bền mô hình tròi bình hư cần ép không rú lườn, lê dương ngám hạp 6 trạng thái bình thường mới. Tròi bại cơ sở y tế búng cách ly, nắm mì lai cần quả, mà nhằng chảo dương ngài và tròi cần bình ổn khiêm hơn. Mái bền xe tròi bình hư bại cần bền ép không đầy ổn tình, sàng dương khảo khiêm của ngành y tế, lê tứng bì nọng, leo hết đây nèm bại quy định, mưa phòng chổng bình là rú lườn. Thưa bì nọng, khảo văn nâng hua pi mớ nhâm dần rong xiên nhỉ ríp nhỉ, bong khỏi thân xạ Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, thân dương lườn bí thư chi bộ bản Nà Lốc. Cần nâng bay tàu hết đây công việc, vạ mì lai tỏng cóp khe chướng chắp di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Tày, rú tỷ phương. Mời bì nọng say chồng quá bài phóng sự lăng này. Bản Nà Lốc, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, lẽ ép trang bại bản rú quê nhất xạ, tàng bay khảo bản, lèo quá song nghé cầu treo, trắng thân đẩy trung tâm bản, nắm mỉ tàng xe ô tô. Pì nọng rú nảy phấn lai, lấy dân tộc Tày Nùng và sổ nội dân tộc Đai. Bản mì cầu xếp bét lườn, xí bác xếp xam cần. Pì nọng rú nảy phấn lai hết kinh thẻ khảo đam chai khuôn liện. Trang bại bí quá mà, pì nọng bản Nà Lốc, sường sỉ đoàn kết, xim đeo cỏ tọc xảy can hết kinh, ao tí phuông vằn càng bay khẩn, hết nèm tới lồng văn hóa. An pi, mì sở cầu xếp phấn bác sổ lườn rú tí phuông, đẩy công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Tây sông rú bản con, vằn càng đẩy tối mớ. Khe mì đẩy bại dương bệnh tì, bí thư chi bộ bản Nà Lốc Hoàng Văn Thửu đã son cả sáng cả với nọng hết nèm, bại chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Son cả vì nọng bản con đoàn kết, hưa chói căn hết kim bây khẩn, vèn giác tả khỏ. Sàng tì, trải nhằng tấn óc mà, son cả sổ cần nát điếp hạt then đàn tính, xảy căn xa thắp chướng củ, lai bài then của cần ké xe tèo, vạ sương xì tập luyện, bại bài then lượn của dân tộc Tày. Trải sinh óc và cải khẩn, trang lượn nâng bị truyền thống hạt then đàn tính. Tầm tứ bừa nhằng en, trải đạ đẩy tình, bại lèo điệu dân ca của dân tộc Lầu, sáu bại cần trang lườn và bại cần ké pi trang bản còn trang xạ. Trai nhằng táng xa thắp, son bại bài hạt then lườn, nào niệt tham gia bại hoạt động, phong trào của lườn trường, của tỷ phuông. Vừa cải khẩn, sáu khim khẩy nát điếp của Lầu, trai vận sương xì tập luyện và bay biểu diễn bại bài then tính, rú bại hội thi hội diện nghệ thuật quần chúng, rú tỷ phuông. Mùng hai hắn đục trà tráng hai tốt mày nọ ngay giòn phà cần hơ hết hơ trà hết không chắc nổi chẳng có lùng bên kia cũng nhòn đi bô lì mây lùng tới trà trắng vẫn không bê tả kỳ sinh pi sống chắc nhiều như lẻo lẻo nồng phan tham mong nhật bản trò trong ấy bàn sáng họp tới trà trắng phàm thơ hai đất đứng đây bố lồng lá bên cô lục em khát chớ cò lưới mày hi khám mà thân tới đầy hi chân lùng từng phía xuống tháng má cuội lên nín liền là thôi
nghĩa đồng bào na nặng. Phong trào văn hóa văn nghệ chẳng mắn bài dường đấy nhạc của văn hóa dân tộc sai tì hết nghe đàn tính xe son cả hử lục lan lăng vừa bê việc hết tổng nam ma son tài hử khám khón xe đàn tính nắm mèn mất bay chướng chắp mưa lăng bài căm hạt chăm cả cần diếu trắng tài phẩm của pin nòng cân tay nắm mai một nữa là thế gì chiều thế sáng tì trải nhàng son hết đàn tính khe tập luyện vạ khai cùng bèn ao đai hử sổ cần nát điếp bại lèo điệu hạt then đàn tính trải cả khe hết đẩy nghe đàn tính nâng lèo mất tứ son thân sam vằn bại thình của cái khe hết đàn lè mại nở khe hết cằn nhàng bầu lè táng nắm co bầu lựu cả bây giờ sáu bị nọng tì phuông khe hết đẩy nghe đàn tính nâng lè cần hết đàn lè mì xim sẩy tẩy nài tẩy khỏ vạ chắc hạt then lè hết đàn trắng mì âm thanh đây vạ tình chuẩn ở khỏi đây cũng tầm nhàng em mà lè mì bò ao này thế cũng cũng chắc ý then đàn tính này cũng chuyên mà hử đây tầm nhàng em cũng ham mê bản đàn này cũng tầm nhàng thon cơ lớp cấp ít cấp một này cũng hết bò ao cũng dạy hử rồi xong mà tôi đang này cũng theo anh đồ cũng ham mê này cũng tăng hết mày mò hết anh đàn này cũng thiệt căm theo anh chú nghe của bỏ ao thay hử mà đồ mi mẫu má này hết xong này cũng trong quá trình này trong bản còn em cũng mi lại cần đam mê của người giữ gìn ăn bản sắc của dân tộc này cũng ma vả căn này cũng bỏ ao dạy hử cũng mi vẫn bên là ăn câu lạc bộ then của thôn bản này cũng, thân cái này cũng là cũng như hảo lai pì nọng trang bản trang còn cũng như chắc đàn và cũng một số là pì nọng nhưng chắc hết đàn đấy này theo ăn cũng theo ăn thì ham mê thôi bằng bảy cân ón cái này cũng một số là cân ón thì cũng đam mê thì cũng mà tốt lăng cũng một là cũng hết cả hết đàn hử cũng hết hử xong này cũng hết hử bảy lục lan này thêm mình giữ gìn để ăn bản sắc dân tộc của cần tây này cũng khói thế mai một bây là pì nọng trong thôn bản này cũng bảy lục ón cái này cũng tú một số này cũng mà tú lăng cũng hết đàn này cũng hết hử hết được bảy lục lan đây lão ham mê là hết hử. Quá mà sưng nguyên phung trắng hân nguyên phung này lại ăn tối mơ à. Mỹ tàng sẽ đồng tử hư ba kiến tàng đứng cầu nam yên nằm lõn tàng nấy cầu đứng hòa hân yên. Tàng điền lồng mà thương bàn
cả bí ngàn khó khăn. Tới thùng trắng mỹ bàn xuống thung quê hương ngày nguyên phúng đầy nai. Quê hương ngày nguyên phúng đầy lái nằm sơ xem mướng phai thì lời. Nà con vũ nằm tươi nà đây, mì cô treo xe bay đây quả, mày nằm lồng cái mà phù kêu. Nguyễn Phúc hay bay theo đàn bạc, hội quang soát đòi đây lượn trường cùng đầy xây lẻo ra mưa xứng nền trăm xa lò toan. Trang tời sổng của vì nọng dân tộc, trang tỉ mỉ dân tộc tài nùng, bại lèo điệu dân ca lè dường chăn cẩn diếu, vẹn cả sức lèng cho vì nọng mì thêm khim thầy hôn hỉ bông ban khảm quá khó khăn bay khẩn hết kinh đây ao tới sổng vằn càng ím đo ổn tình. Cả này bản nà lốc dạ nguyên phúc mì quạng hạ thân hốc cần chắc hết đàn tính hạt then mì tăng cần ké và lan en trang bại cần nảy lai cần đã đẩy trải thử son tại hạt then đàn tính của dân tộc Tày. Cả này tăng xạ nguyên phúc mì ship bản, lệ tan mì bản nàn lốc, mì sổ cần chắc tức đàm tính và hạt then, hạt si lượn. Nảy lè dương chăn cả quỷ pèng cần đẩy chướng chắp đây hơn thêm trang sỉ tó nả, có phấn khảo chướng trực di sản văn hóa của dân tộc Tỳ Phuông. Có cái đội câu lạc bộ hát then đàn tính. Thì đối với bản thân là công chức văn hóa xã hội. Mưa công tác văn hóa văn nghệ, rú bản Na Lốc, mi bạc Hoàng Văn Thửu, mi đổi hạt then, đan tính, lè công chức văn hóa xã hội, bóng khỏi xè cả khẩn cấp ủy, chính quyền Tỳ Phuông, cũng bền bài phong, ban cấp nưa, khai bài hoạt động văn hóa văn nghệ rú Tỳ Phuông. Tối sáu nhóm hạt then đan tính xã Nguyên Phúc, gơ ngon bài cấp bài ngành cùng bền bài cơ quan cấp nưa cháu bài dường đây sẽ thành lập câu lạc bộ hạt then đàn tính rú bản Na Lốc xã Nguyên Phúc. Xe nhóm hạt then đàn tính rú bản Na Lốc đẩy chướng chắp ao xe và đẩy lai cần hạt hơn then xài chắc lai hơn mưa lèo điệu hạt then đàn tính chính quyền Tỳ Phuông sẽ cả khẩn ngành chuyên môn xe thành lập và khơi tròi câu lạc bộ hạt then đàn tính rú bản Na Lốc cùng bền ái hử lèo điệu then tính dân ca đẩy lai bản còn đai rú Tỳ Phuông chắc thân hơn. Trong những năm vừa qua thì về tấm gương tiêu biểu trang bài pi ngắm quá mưa bóng cương bay tàu trang trắng mắn bài dường của văn hóa dân tộc cùng bền tiếng đan hạt then rú bản Na Lốc mì cần nâng tỷ lệ trai Hoàng Văn Thửu trang phong trào văn hóa cùng bền chứng chấp bài dường văn hóa dân tộc lệ trai Thửu hết chắn đây chứng trực tiếng hạt then rú bản con cùng bền rú trang bản khi đã quá tối sáu xã Nguyên Phúc trang khi đã quá đã mi bài việc hết xe thân tục khai bài mô hình câu lạc bộ ít lệ câu lạc bộ hạt then đàn tính xe son tài hở lục lan mưa lăng đặc biệt là tiếng mô hình câu lạc bộ tiếng đàn then. Sáu bại việc hết cẩn diếu và tổng góp của lầu bí thư chi bộ Hoàng Văn Thửu bản Na Lốc xã Nguyên Phúc huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Cạn đã mì lai tổng góp khẩu trắng mắn bại lèo điệu dân ca của dân tộc Tỳ Phuông trời vì nọ mì thêm khim sẩy hôn hỉ uốn khim lồng lèng khảm quá khó khăn hết kinh pây khẩn hết nèm chương trình nông thôn mới cỏ phấn khẩu vèn sáng tà khỏ ết lè hết đây nèm phong trào hết nèm tây sổng văn hóa trắng mắn bại dương đây nhà quỷ pèn của dân tộc Tỳ Phuông mái pèn khe bại lèo điệu hạt dân ca của dân tộc càng vằn càng đẩy lai cần chắc hơn thêm trải thử
cùng vẹn chính quyền Tỳ Phuông và Pì Nọng, cần đẩy dường khảo khim của bảy cấp bảy ngành, ép lè ngành văn hóa, khe Tỳ Phuông chướng chắc và trắng bắn ao khe, bại dường văn hóa quỷ pèn của dân tộc Tỳ Phuông, hử tới lăng mãi mãi. Xưa Bác Hồ
dõi núi sông, trận chiến thắng phủ thông ngã đèo giàng, đi trang sử tên vàng mãi mãi khắc tượng đài để lại ngàn năm. Người ơi hãy về thăm Bắc Cà Na ơi, thăm chiến khu cách mạng quê ta, di tích ATK chờ đồn, những địa danh vẫn còn lưu mãi về Ba Bể. Ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. So chào và hẹn chập tèo pin nọ khảo bại chương trình tài lăng.